Chiều Chủ nhật ngày 15 tháng 9, 2024 đã đi vào lịch sử cầu lông Việt Nam nói chung và Việt Nam Open nói riêng. Giành chiến thắng ở trận chung kết đơn nữ, Nguyễn Thùy Linh không chỉ đăng quang mà qua đó còn là danh hiệu thứ 3 liên tiếp của cô ở giải này. Vậy là sau kỷ lục gia Nguyễn Tiến Minh với 4 lần vô địch đơn nam vào những năm 2008, 2009, 2011 và 2012, Việt Nam Open xác nhận thêm kỷ lục mới thuộc về đại diện chủ nhà. Ra mắt từ năm 1996, Việt Nam Open chỉ gián đoạn thời gian ngắn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Và cho tới nay, chưa từng có tay vợt nào vô địch giải này 3 lần liên tiếp như Nguyễn Thùy Linh. Hành trình đi đến kỷ lục của Nguyễn Thùy Linh bắt đầu từ năm 2022. Cô khởi đầu bằng chiến thắng đồng hương Phạm Thị Diệu Ly ở vòng 1 đơn nữ. Kế đến là chiến thắng một cữ giật nặng trước Yin Tin Yan đến từ Hồng Kông Trung Quốc tại vòng 2. Đến tứ kết, Nguyễn Thùy Linh có chiến thắng nghẹt thở trước Rusali Hartawan, tay vợt đồng trang lứa tới từ Indonesia. Nguyễn Thùy Linh thua game đầu, nhưng xuất sắc ngược dòng thành công. Game quyết định khép lại với tỷ số thoát tim 21-19. Tại bán kết Việt Nam Open 2022, Nguyễn Thùy Linh đụng độ đàn chị Vũ Thị Trang. Cuộc chiến giữa hai người đẹp của cầu lông Việt Nam khép lại với chiến thắng 21-15, 21-16 thuộc về hot girl của đội tuyển Đồng Nai. Rào cản cuối cùng chắn trước Nguyễn Thùy Linh và ngôi vô địch Việt Nam mở rộng 2022 là Go Jin Wei. Go Jin Wei là đối thủ rất đáng gờm. Tay vợt Malaysia này từng vô địch đơn nữ trẻ thế giới, vô địch đơn nữ Olympic trẻ và vô địch đơn nữ SEA Games. Thế nhưng, Nguyễn Thùy Linh đã xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc 21-15, 21-13. Và đó là danh hiệu Việt Nam Open đầu tiên của Nguyễn Thùy Linh, đúng ngay ở trận chung kết đầu tiên của cô trong hệ thống Super 100. Tại Việt Nam Open 2023, Nguyễn Thùy Linh nhập cuộc với tư thế của đương kim vô địch đơn nữ. Lá thăm tai hại đẩy cô vào cuộc chiến một mất một còn với Vũ Thị Trang. Vũ Thị Trang thắng game đầu, nhưng Nguyễn Thùy Linh thoát hiểm ngoạn mục với các chiến thắng nghẹt thở 21-19, 21-19. Tiến vào vòng 2 đơn nữ, Nguyễn Thùy Linh lại gặp đồng hương khác là tài năng trẻ Vũ Thị Anh Thư. Đối thủ của Nguyễn Thùy Linh ở tứ kết Việt Nam Open 2023 là tay vợt người Thái Lan Pornpicha Chuekiwong. Nguyễn Thùy Linh gặp một chút khó khăn ở game 2, nhưng chung cuộc vẫn thắng để tiến vào bán kết. Tại đây, Nguyễn Thùy Linh thắng dễ dàng game đầu, nhưng không ngờ Manami Suizu quật cường bật lại khi thắng game 2 và đẩy trận đấu sang game 3 quyết định. Thế nhưng, đó cũng là tất cả những gì mà Manami Suizu có thể làm được ở trận này. Ở ván quyết định, Nguyễn Thùy Linh tỏ ra quá mạnh so với đối thủ khi giành chiến thắng với tỷ số 21-7. Tiến vào chung kết gặp tay vợt người Nhật Bản khác là Akari Kurihara. Nguyễn Thùy Linh cũng thắng nhẹ nhàng game đầu, nhưng lại bị đối thủ giật mất game 2, đưa trận chung kết vào game 3. Giành chiến thắng xít sao 21-19, Nguyễn Thùy Linh bảo vệ thành công ngôi vô địch Việt Nam Open. Hành trình tiến tới Việt Nam Open 2024 cùng với mục tiêu lập kỷ lục của Nguyễn Thùy Linh thật đặc biệt. Vì trước đó, Nguyễn Thùy Linh đã chứng tỏ cô không chỉ tận dụng lợi thế sân nhà để vào chung kết sự kiện Super 100. Giải Đức mở rộng 2024 đã chứng kiến Nguyễn Thùy Linh vượt qua những đối thủ nặng ký như cựu số 1 thế giới người Thái Lan Ratchanok Itanon và phục hận Kim Ga-un của Hàn Quốc. Chỉ tiếc là ở chung kết, Nguyễn Thùy Linh đã thua tay vợt Đan Mạch Mia Blichfeld. Kế tiếp, Nguyễn Thùy Linh vinh dự được tranh tài tại Olympic Paris 2024. Tại đây, tay vợt nữ số 1 Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng trước top 10 thế giới Bay Wen Zhang của Mỹ. Các bạn cũng đừng quên để lại nhận định của mình ở phần comment để chúng ta có thể cùng bàn luận nhé. Thất bại với tỷ số 20-22, 20-22, Nguyễn Thùy Linh nâng cao đầu chia tay Thế vận hội để hướng tới kỷ lục Việt Nam Open 2024, nơi cô được xếp hạt giống số 1 đơn nữ. Một lần nữa, lá thăm nghiệt ngã buộc Nguyễn Thùy Linh phải đánh bại đồng hương Vũ Thị Anh Thư ở vòng đầu. Từ vòng 2 trở đi, với Nguyễn Thùy Linh, tất cả đều là những cuộc vượt khó. Wu Lo Yu khẳng định chất lượng đào tạo của cầu lông Trung Quốc khi thắng được game 2. Asuka Takahashi xác nhận chất lượng đào tạo của cầu lông Nhật Bản khi thắng game 2 và đẩy game 3 đến tỷ số 20-20. Lin Hyeshang-ti cho thấy sức mạnh của cầu lông Đài Bắc Trung Hoa bằng cách đưa game 2 đến tỷ số 20-20. Kaoru Sugiyama lại củng cố uy tín cho cầu lông Nhật Bản bằng tỷ số 20-20 ở game 2 của trận chung kết. Nhưng trước tài năng và ý chí của Nguyễn Thùy Linh, tất cả nỗ lực của các đối thủ đều chỉ dừng lại ở đó. Wu Lo Yu, Asuka Takahashi, Lin Hyeshang-ti và Kaoru Sugiyama tất cả đều trở thành nhân chứng lịch sử khi tay vợt nữ số 1 Việt Nam đăng quang Việt Nam Open lần thứ 3 trong sự nghiệp và cũng là lần thứ 3 liên tiếp. Một kỷ lục mới vừa ra đời và rất có thể sang năm 2025 sẽ có thêm kỷ lục mới nữa cho Nguyễn Thùy Linh. Với các thông tin hữu ích cùng những phân tích chi tiết về việc Nguyễn Thùy Linh đi vào lịch sử Việt Nam mở rộng với 3 lần liên tiếp vô địch, mong rằng các bạn sẽ càng cảm thấy yêu thích bộ môn này hơn.
Trước khi chia tay thì đừng quên dành tặng cho chúng tôi một like, một subscribe để ủng hộ Team Cầu Lông Việt Nam. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.